Bạn thân mến, bây giờ là 5 giờ 15 phút ngày 30 tháng 9. Ok, mình phải dậy sớm từ lúc này để chuẩn bị gửi chim cho các bạn. Và đây là cái thông tin của kênh Chim Cu Gáy Hay. Và hôm nay mình sẽ thực hiện clip là gửi chim chòe than. Đấy, rồi gửi chuột khoang, gửi nài điểu và gửi chim cu gáy cùng một lúc. Cảm ơn các bạn nhé, và các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh của mình. Như vậy là cái hộp này thì mình tạm gọi là gửi cho khách hàng mua chòe chòe. Số điện thoại là 0981 955 289. Đấy, là có ghi rõ là 11 giờ 25 phút tại đường Nguyễn Khiển. Ông bạn lái xe của người này có thể thay mặt vừa nhận chim và giao tiền tại Hà Nội luôn, là 0976 395 5 đó 528 đó. Thì giới thiệu với các bác ở đây là cái cách mình đóng. Đây là một cái đũa, cái que. Đấy, mình đóng ở đây thì mình dùng cái túi ni lông để mình tạo ra những cái ô sáng cho con chòe được. Ngoài ra bên trong thì con chòe có một cái cầu bọc bên trong, mỗi con một ngăn để tránh trường hợp là nó sẽ một con ngăn để tránh trường hợp nó sẽ, để giữ được cái này thì ta phải dán bằng băng dính cho nó khỏi xô ra, nó khỏi tụt ra. Và đây là những cái nhịp tổng thể, những cái đây là những cái lỗ thở, và đây là những cái lỗ tạo ánh sáng, tạo ánh sáng. Đấy, bên này cũng tạo ánh sáng. Đấy là cầu bọ. Thì ở đây thì mình dùng một ít cái cám cho hơi tạ tạ nước thôi, không loãng quá nhé. Đấy. Mình nhờ con gái quay hộ, con gái mình rất là giỏi. Thằng cu thì mải ngủ, nó còn bé. Con gái những hôm nào cần thiết là phải nhờ Rồi, nó cô đút cả cái đấy vào ăn rồi. thế mới khó xử, thế mới phải làm. Chưa ai làm thì mình mới phải làm con ạ. Còn ai đã làm rồi chấp nhận đi. Tự nhiên đừng có nhìn đấy, cho các bác xem cho nó dễ xem con. Sau khi đút xong thì các bạn thấy này, con này nó có thể ăn nhờ nó này, quay vào trong. Quay nghiêng đây cho bọn đấy đi được đấy, cho bọn đấy. Và bây giờ đến đến tiết mục trước khi thả chim, chúng ta phải làm cái cửa nó hẹp lại. Trước khi cửa này, chúng ta làm cái cửa hẹp lại. Một điều chắc chắn là các bạn phải làm cái cửa này, bạn phải trả giá ngay. Con chim nó sẽ bay vụt lên bầu trời. Và đây là những chú chim của chúng ta. Đây là những phiếu. Mình quay ở sáng sớm, dí điện thoại vào nó đi một chút, mình để xa xa một chút.
các bạn nhé. Đó, đây là hai em trẻ. Hai em trẻ của chúng ta rất là đẹp. Bình tê. Đấy. Báo yếm rồi. Đấy. Báo yếm rồi. Đấy. Rất là rõ đúng không? Một khách hàng nào mà sở hữu hai em trẻ này thì quá là đẳng cấp rồi. Rất là thuần đấy chứ không phải không đâu. Dòng này nuôi từ non lên nhá. Kênh của mình chủ yếu là chim cu gáy thôi, nhưng mình có một số anh em vừa nuôi bón vừa bẫy gần họ. Mình cũng chơi một chút. Trời. Mấy em nữa sẽ có con múa hót. Mót liên tục. Không. Mỏ không xít nhá, yếm mỏ không xít còn nguyên đầu đuôi luôn. Ở đây là khẳng định rất là đẹp, rất là to luôn. Thì các bạn thấy là dòng chim què thì các bạn lên để cửa hẹp thôi. Đấy, vào đây thì nó sẽ tối, không lấy nữa. Và đặc biệt các bác nào về thì phải cho vào trong màn mà lấy chim ra cho nó đỡ nguy hiểm, đỡ. Con này con được cái giàn của kinh á. Đực nó mới tận này. Đây báo yếm này. Mỏ đâu? Mỏ này. Con đực là cái con mà ở cái mép này nó rất là đen này. Cái mép dưới này. Đây này. Cái mép đâu rồi? Đây này, cái mép ở cái viền mép ở cái hàm dưới của nó rất là đen. Con mắt nó màu xanh kìa mọi người. Đấy. Lông đuôi vẫn còn nguyên nhá. Sao mắt màu hai nhỉ? Đấy các bạn nhé. Đấy, cho nó vào. Đây thì cái cửa này thì rất là này đấy. Không, để bố tự này ngắt ra. Này không thể. Rất nguy hiểm. Kinh nghiệm này các bạn nên dùng về, các bạn dùng lấy kéo các bạn cắt. Như vậy là chim cu gáy chia sẻ xong một cái quy trình đóng gà chòe gửi đi nhé. Cái lồng này sẽ bỏ như này, tạm dừng đi. Còn hôm nay thì mình có gửi cho một anh em chơi mồi. Con này là con mồi, mồi cành. Thì giống này là giống phấn hồng ở Ba Vì. Con này kích thước thì cũng khá là to. Phấn hồng ngực hồng này. Đó. Mình để vào cái lồng này. Trong này có cả nước, có cả núa. Đấy. Con chim này vốn là rất thuần mà. Con này thì có âm nhá. Âm của nó thì thôi rồi. Đấy. Âm lối đầy đủ. Con ra con lấy cái đai nhựa đây để thắt cái cửa này vào. Đó.
Thì tối qua thì mình định cho vào cái hộp, định cho vào cái hộp này, cho vào cái hộp này. Đấy, số điện thoại khách hàng ở Đông Anh. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại là mình sẽ gửi cái lồng này, gửi cái lồng này. Đấy. Không thấy à? Thì mấy số nhẹ này, thì mình phải thắt cái cửa này. Ủa đừng có cá để cho khách hàng nhìn thấy. Thì mình sẽ lấy cái phiếu này để quan cái người thế đâu tạo dùng đấy. Thì cái này thì mình cũng có chuyển sang phương án là gửi theo lồng để tránh cái trường hợp chim nó sẽ bị chột. Bạn nhé, tránh trường hợp chim bị chột thì chúng ta Tốt cái gì à bố? nó cho hộp nó sẽ bị hoảng loạn và nó về nó sẽ không không gáy. Đấy, như vậy là đơn hàng của đâu chim đâu đấy, đây chim đấy, chim ok. Thì đưa một đơn này đấy, cái này cho vào đây. Đơn thứ hai là chè than này đấy. Đơn thứ ba đây là một đôi, đây là khách hàng này về thị trấn Lập Thạch Vĩnh Phúc 0963 823 576 đấy. Bạn này là một đôi, mình định ghi rõ là con trống là con đuôi ngắn đấy. Có chim cày sát một cái lỗ này, cày một cái lỗ Này đi cầm rồi. đấy. Gì Không đấy, được để xuống. Ủa sao lần này Ngoài bên kia đi. Như đấy nhỉ? Hả? Ẩn đây. Nhìn thấy không? Có. Nhìn chưa không? Có. Nhìn chưa không? Nhưng mà máy nó mới hơi cao, cái lỗ này cao quá. Mày chẳng có con đường. Đây. Đâu rồi? Ừ. Nhìn thấy chưa không? Tôi chúng mắt nhìn thấy tròn này, Bên này rồi nhìn thấy mỗi cái thân thôi. cho thế thôi, nhìn mình cho các bạn biết là mình đi chi. Cái tiếp theo là buổi sáng nay thì mình sẽ có cái đơn để. Đơn này là đơn về đâu đây? Về Bưu điện huyện Mường Tè. Cái này người chiều hôm qua, nhưng mà thôi chiều hôm qua thì lại đổi vào sáng nay đấy. Sáng nay cho nó đúng đúng cái xe theo yêu cầu 033 934 05 79 Hải Châu. Bạn này thì ở trên dân tộc đấy, ở trên dân tộc, và bạn có lấy là đây là mình ghi là bốn bốn con chuột, ba con mái và một con trống. Đấy. Ngoài ra thì cất cất đi điều khiển điều hòa. Ngoài ra thì hôm nay thì mình cũng sẽ gửi đi
bến xe, nương tài. Sao cái này nó cứ kiểu gì ấy nhỉ? Bến xe, nương tài, Bắc Linh. Đó. Đây là bốn bốn con giống đà điểu, bốn con giống đà điểu. Xong rồi nó gửi kèm cái hướng dẫn chăn nuôi nhá. Đấy. Thì ngoài ra thì có một đơn nữa là đi đây, hôm nay là một khách hàng là ở ngã tư Bùng Binh, thị trấn thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Cũng là bốn con. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi bắt chuột và bạn bắt đà điểu. Các bạn nhé. Ok. Thì các bạn biết đấy, thì nó là những cái hình ảnh thực tế tại nhà của Thao Chim Cú Gáy các bạn ạ. Đấy. Từ những cái vỏ trứng đến những cái giỏ phong lan đến những cái chú chim. Đó, chú chim. Đấy. Các bạn có thể thấy là những chú chim của chúng ta đang ấp đây. Đang ấp, chim đang ấp. Đấy, ngủ. Chị đang ấp ngủ. Đấy. Đấy. Đây là thông tin chính thống của kênh Thao Chim Cú Gáy hay các bạn nhé. Các bạn có muốn xuống để bắt chuột không? Đó, đây là cái khu nhốt chuột. Các bạn có biết, các bạn nhìn có rõ không? Đây là khu nhốt chuột của mình. Các bạn nhìn rõ không? Nó vẫn còn tối mà, nó còn 5:30 sáng thì tối. Đây là khu nhốt chuột, khá là nhiều chuột đúng không các bạn? Rất là đẹp. Đèn mình bấm đèn pin, đèn flash. Đấy. Chuột này ăn cỏ nhá. Đấy. Mình chuẩn bị mình bắt cho các bạn. Các bạn làm cái cửa bằng cái dây chun này, cửa ra. Bên này thì có một chút ánh điện nó hắt sang được. Bạn nhé. Đây là những chú chuột của chúng ta rất là đẹp. Con đực đen to đùng. Bạn nào thích chim, thích chuột, thích đà điểu thì gặp đồng chí Thao Chim Cú Gáy. Chuột thì gần như ngày nào mình bán, có người chơi một đôi, có người chơi con, người chơi cảnh, người chơi giống về nuôi mấy con thịt dần, có người nuôi giống cũng để bán cho nhiều người khác. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Mình sẽ bây giờ này con gái thì cũng đi dậy ấy rồi, mình không quay được nhưng mình sẽ đóng vào hộp và mình sẽ cố gắng thời lượng 20 phút để mình thực hiện cả cái video về đà điểu nữa. Bây giờ đã là 19 phút rồi, chắc là hơn 20 phút rồi. Ok, cảm ơn các bạn.